đến với đàn và có tâm sự rằng là mình đã ăn rất là nhiều rau rồi nhưng lại không thể giảm cân hiệu quả. Và chúng ta cũng biết rằng là rau, khi ăn nhiều rau nó rất tốt cho cơ thể của chúng ta, đúng không ạ? Nó giúp chúng ta cải thiện hệ tiêu hóa này, bổ sung chất xơ và giúp chúng ta là hạn chế những cái mỡ thừa. Nhưng mà tại sao một số chị em chúng ta ăn rất nhiều rau mà chúng ta lại không thể giảm cân được? Thậm chí có những chị em mà ăn nhiều rau lại còn tăng cân nữa, đúng không ạ? Và nếu mà anh chị mà chúng ta đã ăn nhiều rau mà chúng ta vẫn không giảm được cân thì hãy comment xuống dưới để chúng ta cùng nhau chia sẻ, để chúng ta biết cái bí kíp để chúng ta giảm cân hiệu quả nhé. Và khi mà chúng ta ăn rau thì các bạn biết rằng là ở trong rau nó có rất nhiều chất xơ, đúng không ạ? Và những cái chất xơ này nó sẽ là cái thức ăn cho cái hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta, thì nó sẽ giúp chúng ta làm cải thiện hệ tiêu hóa này. Cái thứ hai, và những cái chất xơ mà hòa tan vào trong cơ thể của chúng ta ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta là hạn chế và điều hòa cái đường huyết, đúng không ạ? Cũng như là hạn chế giúp chúng ta là đẩy những cái mỡ xấu trong cơ thể ra và giúp chúng ta là cải thiện cái tình trạng máu nhiễm mỡ này, hay là gan nhiễm mỡ. Và tất nhiên rồi, khi mà nó đẩy những cái mỡ xấu trong cơ thể ra như vậy thì nó cũng sẽ giúp chúng ta là giảm cân, giảm mỡ, đúng không ạ? Rau thì cũng chứa rất nhiều các cái vitamin và khoáng chất giúp cho chúng ta có cái đề kháng khỏe mạnh hơn, để chúng ta bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng trong cơ thể của chúng ta, đúng không ạ? Và ở đây thì câu chuyện là tại sao nhiều chị em chúng ta ăn nhiều rau mà chúng ta lại không giảm cân được hiệu quả. Điều này có vẻ nghe rất là nghịch lý, đúng không ạ? Thì ở đây thì có một cái vấn đề chính thôi. Đó là do cái cách chế biến rau của chúng ta. Đa phần là chúng ta sẽ thích là xào này, đúng không ạ? Xào với nhiều dầu mỡ này, hoặc là xào với thịt mỡ. Thì như vậy ăn rau nó mới ngon hơn, đúng không ạ? Còn nói đến cái việc mà rau luộc hay hấp thì đa phần chúng ta nghĩ rằng là nó không được ngon bằng các loại rau xào. Đúng là cái việc mà khi mà chúng ta ăn rau á, thì cái việc chúng ta chế biến bằng cách là xào rau lên thì nó ngậy hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và ăn nó ngon hơn rất là nhiều. Vì vậy đa phần là chị em sẽ ăn nhiều rau, mà ở đây đó là rau xào. Và ở trong rau xào thì đương nhiên rồi là chúng ta sẽ xào với những dầu mỡ. Và anh chị biết rằng là với cái việc mà chúng ta xào với dầu mỡ như vậy thì cái lượng calo trong rau nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cái rau mà chúng ta luộc hấp, đúng không ạ? Ví dụ khi mà chúng ta luộc rau như là rau cải này, đúng không ạ? Các cái loại rau màu xanh họ cải đó thì nó chỉ có vài chục calo thôi, đúng không ạ? Thông thường chỉ khoảng 30-40 calo mà thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta xào với mỡ, với nhiều dầu như vậy thì cái lượng calo đó có thể lên là 100 hoặc là 150 calo cho một cái đĩa rau, đúng không ạ? Nhưng mà thông thường khi mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta ăn nhiều rau lên ấy để chúng ta giảm cân, thì chị em sẽ tăng cường cái việc ăn rau. Và chúng ta không chỉ ăn một đĩa mà chúng ta ăn hai đĩa hoặc là ba đĩa rau, đúng không ạ? Và vì vậy thì cái lượng calo trong một cái bữa ăn của chúng ta nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Mặc dù là chúng ta nhịn ăn cơm hoặc chúng ta ăn ít cơm đó, thì nhưng mà chúng ta ăn lại ăn nhiều rau xào thì cái lượng calo của chúng ta cũng rất là nhiều, anh chị nhá. Chúng ta biết rằng là một cái chén cơm của chúng ta nó khoảng đâu đó là 150 đến 200 calo. Nhưng mà với việc mà chúng ta ăn khoảng 2 đến 3 chén rau như vậy thì rõ ràng là cái lượng calo nó nhiều hơn cơm rất là nhiều, đúng không ạ? Có thể lên là 300 đến 400 calo. Như vậy thì cái mấu chốt của việc giảm cân đó là chúng ta cần phải tạo ra sự thâm hụt calo, tức là cái lượng calo đầu vào phải nhỏ hơn lượng calo tiêu thụ. Ở đây thì chúng ta kiểm soát lượng calo đầu vào bằng chế độ ăn uống của chúng ta, bằng việc là chúng ta chọn những cái loại thực phẩm nó ít calo, đúng không ạ? Đúng là chúng ta đã chọn rau, ăn nhiều rau nó ít calo, nhưng mà cái cách chế biến của chúng ta nó làm thay đổi cái tính chất cái calo trong cái rau đó, và nó làm cho năng lượng của rau nó nhạy nhiều hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đó là một trong những sai lầm phổ biến khi mà chị em chúng ta ăn nhiều rau mà chúng ta không giảm cân thành công được, đúng không ạ? Và cái việc mà chúng ta ăn nhiều rau nhá, anh chị nhớ rằng là nó rất là tốt rồi, đúng không ạ? Nó giúp chúng ta no lâu này, nó giúp chúng ta cải thiện hệ tiêu hóa này, nó giúp chúng ta đẩy những cái mỡ xấu trong cơ thể ra. Nhưng mà nếu với việc mà chúng ta không ăn cơm hoặc là ăn quá ít cơm nhá, thì cái năng lượng từ cơm chính là cái năng lượng chính nuôi cơ thể của chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại ăn ít cơm hoặc không ăn cơm ấy, thì nó khiến cho chúng ta là sẽ cảm thấy đói, cảm thấy mệt. Mặc dù là chúng ta ăn những cái đồ ăn khác đó, ví dụ như là rau, đúng không ạ? Nhưng mà cái năng lượng mà lấy từ rau này hay là từ dầu mỡ thì cơ thể chúng ta
phải đốt nhiều calo, tức là phải tiêu thụ nhiều calo hơn, tiêu thụ nhiều năng lượng hơn để tạo ra, tiêu thụ cái năng lượng từ dầu mỡ hay là từ rau đó, đúng không ạ? Thì nó làm cho cái cơ thể chúng ta sẽ bị đói hơn so với chúng ta bị ăn cơm đó anh chị nhá. Và chúng ta biết rồi, cơm này hay là các loại tinh bột ấy, thì chính là cái việc mà khi mà giải phóng tạo ra đường, và đường này chính là năng lượng để nuôi cơ thể chúng ta, đặc biệt là nuôi não. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều anh chị mà chúng ta ăn rau, rất là nhiều rau, nhưng mà chúng ta nghĩ ăn cơm ấy, đặc biệt là trong một số anh chị mà chúng ta ăn theo chế độ ăn kiêng keto, đúng không ạ? Chúng ta ăn nhiều rau này, ăn nhiều những cái chất béo tốt, hay là ăn nhiều chất đạm nhưng mà chúng ta lại không ăn cơm ấy, thì rất nguy cơ là chúng ta sẽ dễ bị đau đầu này, đúng không ạ? Bị hoa mắt chóng mặt, thậm chí là gì, khi mà chúng ta đến một thời gian ấy, chúng ta có thể bị rụng tóc đó anh chị nhá, và có thể gây ra cái sự rối loạn tiêu hóa, bởi vì chúng ta đã không ăn đủ các chất. Chúng ta cần nhớ rằng là một cái bữa ăn đầy đủ của chúng ta, đó là một cái bữa ăn cân bằng, thì nó sẽ giúp cơ thể của chúng ta đầu tiên là khỏe mạnh trước, sau đó thì nó sẽ cân bằng lại để chúng ta, giúp cơ thể chúng ta đẩy những cái mỡ xấu trong cơ thể ra và giúp cho giảm cân giảm mỡ hiệu quả. Ở đây là chúng ta cần phải bổ sung đầy đủ các nhóm chất từ chất đường bột, ví dụ là ăn cơm, bún, miến, phở đúng không ạ, hay là ngô, yến mạch hay là khoai lang đó, đúng không ạ? Thì cái tinh bột này nó giải phóng thành đường, và đường chính là nuôi não, nuôi cơ thể của chúng ta. Và đa phần bình thường nhá, chúng ta sẽ lấy năng lượng từ đường, từ tinh bột là nhiều, được chưa? Đây là một cái cơ chế tự nhiên của cơ thể. Và cái việc mà chúng ta ăn đủ năng lượng mà lấy từ tinh bột ấy, thì cơ thể chúng ta sẽ không bị đói này, không bị mệt, và cơ thể của chúng ta sẽ rất là năng lượng, được chưa? Và cái chất thứ hai đó là chất đạm, ví dụ như là từ thịt, cá, trứng, sữa đúng không ạ? Hay là các loại nấm, đậu. Thì khi mà chúng ta bổ sung đủ đạm ấy, thì cơ thể của chúng ta sẽ tăng cường lượng cơ. Đó anh chị nhá. Và khi mà tăng cơ như vậy ấy, thì cái cơ thể của chúng ta sẽ tiêu thụ mỡ thừa được hiệu quả hơn. Bởi vì anh chị biết rằng cái lượng cơ càng lớn thì cái việc tiêu thụ mỡ thừa sẽ càng hiệu quả. Đó anh chị nhá. Còn tất nhiên là cái việc lên cân thì nó cũng giống như cái việc giảm cân của chúng ta thôi, là chúng ta cần phải kiểm soát lượng calo. Với người cần giảm cân là chúng ta cần phải tạo ra sự thâm hụt calo, tức là calo đầu vào phải nhỏ hơn lượng calo tiêu thụ, đúng không ạ? Còn cái việc với những người mà muốn tăng cân ấy, thì chúng ta sẽ cần phải là tăng cường cái lượng calo nạp vào phải lớn hơn lượng calo tiêu thụ, được chưa? Đó, tức là chúng ta sẽ cần phải tạm gọi là ăn nhiều hơn, đúng không ạ? Ăn nhiều cái năng lượng hơn, ăn nhiều chất hơn. Và đặc biệt ở đây ấy, vẫn phải lưu ý với anh chị là tăng cơ, tăng cân này hay là giảm cân ấy, thì chúng ta phải bổ sung đủ đạm nhé. Cái đạm ấy nó giúp chúng ta là tăng cơ, và cái lượng cơ trong cơ thể càng lớn thì chúng ta mới đốt mỡ hiệu quả được. Cái việc mà chúng ta tăng cơ ấy, thì chúng ta có thể giảm cân ngay cả khi ngủ, đúng không ạ? Đó, thì cái lượng đạm khuyến nghị dành cho người trưởng thành là một, tối thiểu là khoảng 1 gram đạm trên 1 kg cân nặng trong một ngày, đúng không ạ? Tức là với những người ví dụ là chị 60 cân, đúng không, thì chúng ta sẽ ăn là khoảng 60 gram đạm một ngày. Và nếu mà anh chị nào mà chúng ta sẽ tập thể dục nữa, có chế độ tập luyện, thì chúng ta sẽ tăng cường lượng đạm hơn một chút, từ 1,5 đến 1,8 gram đạm trên 1 kg cân nặng. Ở đây là cái lượng đạm nguyên chất nhé. Trong các cái đồ ăn thức uống của chúng ta thì có cái tỷ lệ đạm, ví dụ như là ức gà này, thì trong 100 gram ức gà sẽ có khoảng 30 gram đạm. Thì chúng ta sẽ tính ra cái lượng đồ ăn của mình, ví dụ như là chúng ta ăn ức gà đúng không ạ, và chúng ta ăn 1 gram đạm trên 1 kg cân nặng, thì chúng ta sẽ lấy là 60 chia cho 30%, tức là chia cho 0,3 đó, thì ra là 200 gram ức gà một ngày. Và chúng ta sẽ chia đều cho các bữa của chúng ta. Đấy, nhớ là ăn đủ các nhóm chất nhé. Đầu tiên là tinh bột từ cơm, đúng không ạ? Chúng ta không nên nhịn ăn cơm anh chị nhé, bởi vì rất nhiều anh chị nhịn ăn cơm là chúng ta hay bị rụng tóc này nhá, và dễ bị đau đầu, dễ bị chóng mặt hay là ngất xỉu đó, và tất nhiên nó sẽ gây đến số loạn tiêu hóa nữa cơ. Cái thứ hai đó là ăn đủ đạm, được chưa? Thì cái lượng cơm theo ướm chừng là khoảng đâu đó là 1 5 đấm, đúng không ạ? Còn cái lượng đạm ướm chừng khoảng là 1 lòng bàn tay của chúng ta là chúng ta ăn đủ nhá. Tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải bổ sung đủ chất xơ. Ở đây là chất xơ là từ rau, đúng không ạ? Hoặc là các loại hoa quả mà nhiều chất xơ, hoặc là các loại ngũ cốc nhiều chất xơ, ví dụ khoai lang, yến mạch đó. Thì ở đây là với việc là chúng ta ăn rau để bổ sung chất xơ ấy, thì chúng ta sẽ ăn khoảng là 1 bàn tay này nhá, 1 bàn tay rau. Thì như vậy nó sẽ vừa đủ cho cơ thể của chúng ta. Tất nhiên là với những anh chị mà chúng ta đang trong cái chế độ giảm cân, giảm mỡ,
thì chúng ta ưu tiên cái việc luộc hấp rau hơn là cái việc xào nhá. Bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta luộc hấp như vậy thì cái thứ nhất đó là cái lượng calo trong rau nó không bị dư lên để chúng ta có thể kiểm soát lượng calo. Và cái thứ hai ấy, là những cái vitamin khoáng chất thì nó cũng được giữ nhiều hơn so với việc là chúng ta chế biến bằng cách xào xào rau lên, đúng không ạ? Đó. Như vậy nó sẽ đảm bảo cái yếu tố dinh dưỡng ở đây anh chị nhá. Dinh dưỡng và năng lượng đấy ạ. Và cái chất tiếp theo đó là cái chất béo tốt, đúng không ạ? Là nó sẽ giúp cho chúng ta là đẩy những cái mỡ xấu trong cơ thể ra, đúng không ạ? Và hạn chế những cái nguy cơ bị tim mạch, đúng không ạ? Hay là bị đột quỵ hoặc là liên quan đến xơ vữa động mạch đó. Thì cái chất béo tốt sẽ đến từ đâu? Đó là đến từ các loại cá béo như là cá hồi, cá ngừ, cá trích này, đúng không ạ? Hay là các loại hạt và dầu từ các loại hạt, hạt óc chó, hạt mắc ca, hạt hạnh nhân này, hoặc là bơ, quả bơ đó, đúng không ạ? Hoặc là dầu ô liu. Chúng ta sẽ tùy vào cái điều kiện sẵn có trong cái khu vực địa phương của chúng ta để chúng ta chọn ra những loại chất béo tốt để giúp chúng ta cải thiện tim mạch và giảm cân giảm mỡ hiệu quả hơn. Và ở đây nhá, là có một cái sai lầm là rất nhiều anh chị mà chúng ta ăn quá nhiều chất béo tốt, ví dụ như là các loại hạt đó chúng ta ăn quá nhiều, hoặc là các loại cá béo mà chúng ta cũng ăn quá nhiều, thì nó cũng giống như là việc là chúng ta ăn quá nhiều rau rau xào ấy, thì nó cũng giúp khiến chúng ta là không thể giảm cân hiệu quả được. Bởi vì bản chất là khi mà chúng ta ăn nhiều những cái chất béo tốt như vậy thì cái năng lượng trong chất béo nó rất là cao anh chị nhá. Ở đây ấy, là một một gram tinh bột này, đúng không ạ? 1 gram là người ta gọi là carbon hydrate đấy, thì nó sẽ giải phóng ra là khoảng 4 kilo calo, đúng không ạ? Đây là đơn vị đo năng lượng đó. Nhưng mà với chất béo ấy, là 1 gram là sẽ giải phóng là 9 kilo calo, tức là gấp khoảng hơn 2 lần so với lại việc chúng ta ăn cơm. Như vậy là cái việc mà chúng ta bổ sung chất béo tốt đến từ các loại cá béo hay là các loại hạt ấy, hay dầu ô liu, thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta chỉ bổ sung trong cái lượng vừa phải thôi. Thì ở đây đó là thông thường sẽ bằng một ngón tay của chúng ta nhé, tức là ví dụ như một miếng cá hồi nhỏ nhỏ thôi với mỗi bữa như vậy, đúng không ạ? Hoặc là ít dầu lạc, dầu bơ hay là các loại hạt động được chưa? Thì chúng ta sẽ ăn lượng vừa phải thôi, được chưa anh chị nhé. Và tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải bổ sung đủ các cái vitamin và khoáng chất nữa. Thì thông thường là chúng ta sẽ cần phải từ khoảng hơn 20 loại vitamin khoáng chất khác nhau đó, đúng không ạ? Thì như vậy là chúng ta sẽ cần phải ăn đầy đủ và đa dạng các loại đồ ăn. Thì như vậy mà chúng ta mới có cơ hội để nạp đầy đủ các cái loại vitamin khoáng chất. Hoặc nếu mà chúng ta ít ăn rau nhá, thì anh chị nhớ là chúng ta sẽ cần phải bổ sung những cái thực phẩm mà nhiều chất xơ, hoặc là các cái thực phẩm bổ sung nhiều các cái vitamin khoáng chất. Thông thường với những chị em thì chúng ta hay dùng những cái viên vitamin tổng hợp đó, đúng không ạ? Hoặc là với lại chất béo thì chúng ta có thể dùng các cái loại viên bổ sung omega 3 đó anh chị nhá. Và việc là chúng ta khi mà chúng ta ăn đủ đủ chất như vậy thì chúng ta sẽ giúp là cơ thể của chúng ta rất là khỏe mạnh này, tăng cơ và giảm mỡ, đúng không ạ? Anh chị hãy nhớ rằng là bản chất của việc giảm cân đó là chúng ta cần phải kiểm soát lượng calo. Chúng ta không phải ăn ít đi, cũng không phải là việc chúng ta ăn quá nhiều rau, mà chúng ta cần phải chọn ra những loại đồ ăn mà có lượng calo để chúng ta kiểm soát được, đúng không ạ? Ở đây là có 3 cái thành phần để chúng ta có thể kiểm soát này. Thứ nhất là kiểm soát năng lượng, là lượng calo anh chị nhé. Cái thứ hai là đầy đủ chất dinh dưỡng, và cái thứ ba đó là kiểm soát đường huyết. Bởi vì đa phần những anh chị mà chúng ta bị dư cân béo phì là chúng ta có nguy cơ bị tiểu đường, tức là đái tháo đường cao hơn rất là nhiều, từ 2 đến 3 lần so với những anh chị mà có cân nặng bình thường. Vì vậy cái nguy cơ tiểu đường với những anh chị béo phì là chúng ta phải phải đặc biệt lưu ý. Anh chị thấy rằng là với những anh chị mà đến cái chương trình giảm cân hạnh phúc của bên Đảng ấy, khi mà khảo sát thì khoảng 60% những anh chị mà chúng ta dư cân béo phì lâu năm ấy là chúng ta bị tiểu đường, tức là bị đái tháo đường đó. Được chưa? Thì như vậy là anh chị cần hiểu rằng là chúng ta cần phải kiểm soát lượng đường huyết. Thứ nhất là để chúng ta phòng tránh, đúng không? Cái thứ hai là với những chị mà đã bị tiểu đường rồi thì chúng ta cũng sẽ cải thiện cái chỉ số đường ở trong máu của chúng ta, đó, cải thiện chỉ số đường huyết. Thì như vậy là gì? Thứ nhất là chúng ta ăn đủ năng lượng, là cái việc chúng ta kiểm soát calo ấy, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ ăn vẫn ăn cơm nhá anh chị nhá, chúng ta cần phải ăn cơm nhưng mà hạn chế những cái loại đồ ăn có nhiều đường này, đồ các cái nước ngọt này, hay là các cái loại chiên xào rán, đúng không ạ? Nhiều dầu mỡ thì chúng ta nên hạn chế, bởi vì đồ ăn đó có lượng calo rất là cao. Cái thứ hai là những cái đồ ăn nhanh ấy, đó, những cái đồ ăn công nghiệp ấy, thì nó cũng chứa rất nhiều calo. Dạ, thì như vậy là nhờ việc là hạn chế những cái đồ ăn đó thì chúng ta cũng đã kiểm soát lượng calo của mình rất tốt rồi. Cái thứ hai là cái việc là chế biến
thì cả thịt này hay là rau ấy, thì chúng ta cũng sẽ ưu tiên cái việc luộc hấp hơn là cái việc là xào hay là chiên nướng, được chưa? Thì như vậy là chúng ta cũng sẽ giúp cho cái việc bổ sung cái thực phẩm của chúng ta nó sẽ không bị lượng calo quá lớn đó. Và tất nhiên rồi, với những anh chị mà chúng ta muốn giảm cân thì chúng ta cần phải hạn chế ăn vặt, đúng không ạ? Bởi vì ăn vặt, những cái đồ ăn vặt ấy, những bánh quy, bánh ngọt này, trà sữa đó, gà rán, khoai tây chiên, nó cũng rất là nhiều cái lượng calo. Vì vậy là đa phần nhá anh chị, chúng ta không giảm cân hiệu quả được cũng là do cái việc chúng ta ăn vặt thôi, chúng ta không nhịn được cái miệng của mình. Như vậy là trong các cái bữa chính nhá, ví dụ là bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đó, thì chúng ta sẽ cần phải ăn đầy đủ năng lượng nhá, để cho các cái bữa ở giữa, ví dụ như là tầm khoảng 9-10 giờ sáng này, hoặc là bữa 3-4 giờ chiều, là chúng ta không bị đói, để chúng ta không phải ăn vặt, đúng không ạ? Tất nhiên nếu anh chị em là do chúng ta thói quen thôi, đúng không ạ? Vì những cái việc là chúng ta sẽ uống nước thay cái việc ăn vặt để chúng cơ thể của chúng ta không bị dư thừa năng lượng, đúng không ạ? Và chúng ta cũng nên bổ sung cái bữa khoảng lúc 3-4 giờ chiều, bởi vì cái thời điểm đấy chúng ta cũng rất là đói, nên là rất nhiều anh chị chúng ta ăn vặt vào thời điểm đấy. Mà đa phần những cái đồ ăn vặt chúng ta biết là nó rất là nhiều lượng calo. Vì vậy với cái việc là chúng ta sẽ hạn chế ăn vặt bằng việc là chúng ta sẽ bổ sung các bữa phụ như vậy. Mà các bữa phụ anh chị cần phải nhớ là cũng kiểm soát lượng calo này, đúng không ạ? Cũng phải đầy đủ các chất dinh dưỡng và cũng phải kiểm soát lượng đường huyết anh chị nhá. Thì như vậy là chúng ta mới có cái chế độ ăn giảm cân lành mạnh và hiệu quả được, đúng không ạ? Đó. Và đây ạ, thì cái việc mà chúng ta uống đủ nước và đi ngủ đủ giấc cũng ngủ sớm cũng là hai cái thành phần nó quyết định rất là lớn đến cái hiệu quả giảm cân của chúng ta. Các anh chị có thể xem lại những video trước đã chia sẻ và tại sao mà chúng ta cần phải uống đủ nước, tại sao chúng ta cần phải ngủ đủ giấc để cơ thể chúng ta có thể giảm cân hiệu quả, đúng không ạ? Với việc là uống đủ nước và ngủ sớm và ngủ đủ giấc như vậy thì cơ thể chúng ta sẽ tiết ra những cái chất nó giúp chúng ta làm đào thải những độc tố, tái tạo lại cơ thể và giúp chúng ta tăng cường cái hệ tiêu hóa của chúng ta lên, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có thể giảm mỡ, giảm cân được hiệu quả hơn rất là nhiều. Trong việc ăn rau anh chị nhá, thì đa phần các anh chị mà chúng ta bị dư cân béo phì thì chúng ta cũng hầu hết là bị vấn đề về đường tiêu hóa, đúng không ạ? Có vấn đề về đường ruột. Vì vậy là cái việc mà chúng ta cải thiện hệ tiêu hóa cũng là cả một cái yếu tố rất quan trọng để giúp chúng ta có thể giảm cân hiệu quả được anh chị nhé. Và với việc mà chúng ta ăn rau thì nó cũng giúp chúng ta là cải thiện đường tiêu hóa, nhưng mà hãy nhớ rằng là ưu tiên việc luộc hấp hơn là xào nhé, bởi vì dầu mỡ khi nó vào cơ thể của chúng ta hay là cả đường ấy, thì nó làm cho cái nồng độ axit trong cơ thể của chúng ta sẽ tăng rất là nhanh, thì dẫn đến việc vấn đề về đường ruột, đúng không ạ? Bởi vì khi mà cái nồng độ axit nó tăng cao như vậy thì các cái hệ vi sinh vật đường ruột có lợi cho cơ thể của chúng ta nó sẽ bị chết, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chỉ cần duy trì cái những cái hệ vi sinh vật đường ruột này nó ở mức vừa trong cái độ pH, người ta gọi là độ pH vừa phải, đúng không ạ? Độ axit vừa phải thôi đó, thì cơ thể chúng ta mới có thể cải thiện hệ tiêu hóa được nha anh chị nhá. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái loại men vi sinh này, đúng không ạ? Những cái loại probiotic và để chúng ta có thể cải thiện cái hệ tiêu hóa của mình, ví dụ như là trong sữa chua này, đúng không ạ? Trong rau ua này, đúng không ạ? Hay là trong các loại thực phẩm bổ sung mà cải thiện cái hệ tiêu hóa của chúng ta, ví dụ như là ăn sữa chua hay là ăn một số loại bổ sung cái hệ vi sinh đường ruột tốt cho cơ thể chúng ta ấy. Anh chị tránh những cái thời điểm mà chúng ta dạ dày hoạt động mạnh nhé, ví dụ như là lúc khoảng buổi sáng ấy, mà chúng ta chưa ăn gì mà chúng ta ăn những cái đồ ăn đó vào ấy, thì nó khiến cho cái thời điểm đó thì cái nồng độ axit trong cơ thể chúng ta cũng rất là cao, thì các cái con vi sinh vật những cái con men vi sinh tốt ấy, nó những cái con vi sinh vật tốt trong cơ thể chúng ta nó sẽ bị chết, đúng không ạ? Nó không thể sống được trong môi trường axit nặng như vậy. Thì vậy như vậy là chúng ta cần phải ăn trước những cái đồ ăn khác, sau đó thì chúng ta mới ăn sữa chua hoặc những cái đồ ăn mà là bổ sung probiotic cho cơ thể của chúng ta anh chị nhé. Đó, để có thể giảm cân hiệu quả được thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện cái việc thứ nhất là ăn đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, đúng không ạ? Từ tinh bột này, đúng không ạ? Từ đạm này, từ chất xơ, từ chất béo tốt và uống đủ nước, đúng không ạ? Và cái thứ hai đó là kiểm soát cái lượng calo bằng việc là chúng ta hạn chế ăn vặt này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn những cái đồ ăn thức uống mà nó có lượng calo vừa phải để chúng ta kiểm soát được này. Và cũng như là chúng ta chế biến ưu tiên luộc hấp hơn là chiên xào rán để kiểm soát lượng calo của chúng ta, đúng không ạ? Đó. Và tiếp theo đó là chúng ta cần phải kiểm soát lượng đường huyết trong chế độ ăn của chúng ta. Ví dụ là chúng ta sẽ cần phải ăn thứ tự theo thứ tự là ăn rau trước này, ăn thịt cá, sau đó thì chúng ta mới ăn cơm,
thì nó cũng sẽ giúp chúng ta là kiểm soát lượng đường huyết của mình. Và đương nhiên là trong việc kiểm soát đường huyết thì anh chị cũng sẽ hạn chế những cái đồ ăn, đồ uống ngọt, đúng không ạ? Kể cả những cái trái cây ngọt anh chị nhá, những cái nước ngọt hay là trà sữa đó, thì nó cũng sẽ không tốt cho cơ thể chúng ta trong giai đoạn chúng ta giảm cân anh chị nhá. Đó. Hãy nhớ rằng là hãy chia sẻ video này về tưởng để chúng ta có thể xem đi xem lại, và chia sẻ cho những người thân bạn bè của chúng ta để cùng nhau chúng ta giảm cân giảm mỡ hiệu quả hơn. Hãy nhớ là đăng ký kênh video của Đạt để không bỏ lỡ những video tiếp theo giúp bạn giảm cân hiệu quả và kiểm soát cân nặng nhé. Đừng quên là để lại ý kiến trong phần bình luận, chúng ta cùng nhau trao đổi về những cái việc giúp cho chị em không còn đau đầu với việc giảm cân ở ngoài kia nữa, đúng không ạ? Ok, xin chào và hẹn lại trong những video tiếp theo của Lâm Ngọc Đạt.